Ảo thuật gia Trọng Tín có thể xiên tối đa bao nhiêu chông vào hộp có người ở bên trong? A 8, B 10, C 12. Que chông được xiên vào hộp có người ở trong đó. Thời gian cho ba vị khách mời bắt đầu. Những que chông xiên vào một chiếc hộp có người ngồi bên trong. Bao nhiêu que chông được xiên vào? Thời gian dành cho khách mời đã hết. Và chúng ta cùng xem dự đoán đáp án và mức cược điểm của họ là bao nhiêu. Mở màn ra quân đầu tiên, khách mời Trịnh Tú Trung. Đáp án mà bạn dự đoán là mở. Đáp án C, 12 que chông xiên vào chiếc hộp có người. Mức điểm bạn đặt cược 5.000 điểm. Kevin, đáp án bạn dự đoán là đáp án C, cũng là 12 que chông. Mức cược điểm mở 3.000 điểm. Lại Thanh Hương, dự đoán đáp án là mở. Đáp án B, 10 que thôi. Mức cược điểm 7.000 điểm. Trong vòng 3 tiếng đếm 1, 2, 3 để xem ba vị khách mời chúng ta có sử dụng thẻ quyền năng ngay trong vòng đầu tiên này hay không. 1, 2, 3. Thưa quý vị, một trạng thái hết sức yên bình, không ai sử dụng thẻ quyền năng cả. Khớp lệnh. Thưa quý vị, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Hy vọng rằng đây sẽ là một tiết mục mang đến thật nhiều sự hứng thú dành cho quý vị. Hãy dành một tràng vỗ tay hướng mắt về trung tâm sân khấu cho ảo thuật gia Trọng Tín. Với sự hỗ trợ của một chàng trai, một cô gái, họ sẽ mang đến điều kỳ bí gì ngay tại sân khấu của Star King, người hùng của những ngôi sao. Sự kết hợp nhịp nhàng, nhân vật chính đã xuất hiện. Một chiếc hộp. Cô gái lần lượt di chuyển từng bước chân lên vị trí chiếc hộp kỳ bí kia. Thật nhẹ nhàng, cô gái đã di chuyển vào bên trong. Và từ từ, ngồi gọn trong chiếc hộp kia. Vâng. Cánh tay cô ấy đang lấp ló. Bên trong thật sự đang có một người. Chiếc hộp đã được di chuyển xung quanh để chúng ta quan sát. Phía dưới hoàn toàn trống rỗng. Bây giờ là những công cụ sẽ khiến cho mọi người đều e sợ. Và đó chính là những chiếc chồng sắt.
Vâng, thưa quý vị, các khách mời chúng ta sẽ được thưởng lãm rất chắc, rất nhọn, rất sắc. Một dự cảm chẳng lành cho cô gái vào trong chiếc mộng. Và điều gì sẽ xảy ra? Cánh tay vẫn nằm đó, liệu rằng những chiếc trông cô ấy sẽ ra sao? Thật lớn cho Trọng Tính và những cộng sự của mình ạ. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ biết được đáp án chính xác là bao nhiêu. Ảo thuật gia Trọng Tính thân mến, đã có bao nhiêu cây trông xuyên qua chiếc hộp có cô gái ở bên trong? Dạ vâng, với tiết mục của em thì em xuyên qua với 8 cây trông. 8 cây trông thưa quý vị. Thưa quý vị, và đó chính là đáp án A, là đáp án chính xác. Chúc mừng. Thật ấn tượng đúng không nào? Và còn chơi gì nữa để xem với màn biểu diễn tài năng đầu tiên này số điểm đã thay đổi như thế nào? Mở! Thưa quý vị, cả 3 khách mời của chúng ta đều đưa ra dự đoán đáp án không chính xác. Và họ hoàn toàn không dùng bất kỳ thẻ quyền năng nào ngay tại phòng 1 này. Như vậy, Trình Tú Trung trừ 5.000 điểm chỉ còn 5.000 điểm. Cơ Biên Phạm trừ 3.000 điểm chỉ còn 7.000 điểm. Lại Thanh Hương trừ 7.000 điểm chỉ còn 3.000 điểm. Vâng, sau vòng đầu tiên, người đang tạm dẫn đầu là Kê Binh Phạm. Chúc mừng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.